Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị và Đào Chí Kiên, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dầu khí Đông Phương được xác định là một trong những mắt xích quan trọng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Tùng vì bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dầu khí Đông Phương cấu kết với bà Trương Mỹ Lan. Vụ án Vạn Thịnh Phát bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Thế nhưng đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, các bị can Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên mới bị bắt giữ với cáo buộc giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB trái pháp luật. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng qua hơn 1.000 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty đi mượn bằng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống. Bên cạnh các công ty ma, bà chủ Vạn Thịnh Phát còn nhờ đến các doanh nghiệp lớn như công ty dầu khí Đông Phương. Theo cơ quan công tố, công ty dầu khí Đông Phương có quan hệ vay vốn tại ngân hàng SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng, quyền giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với bà Trương Mỹ Lan. Tháng 5 năm 2022, để tiếp tục rút tiền từ ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã thỏa thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng này để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau. Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cho Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB, phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào. Thực hiện thỏa thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền là 1.720 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng sử dụng vào các việc nộp thuế của công ty Đông Phương. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 11 khoản vay này có tổng dư nợ là 446 tỷ đồng. Cáo trạng quy kết, Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,9 tỷ đồng từ ngân hàng SCB để bà Lan và Tùng sử dụng. Thế nhưng theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng về tội danh trên là có căn cứ. Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Thanh Tùng đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 850 tỷ đồng, Đào Chí Kiên là hơn 356 tỷ đồng. Dầu khí Đông Phương nợ thuế 760 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Cần Thơ, công ty cổ phần dầu khí Đông Phương dẫn đầu danh sách nợ thuế chiếm gần 36% tổng tiền nợ thuế của thành phố Cần Thơ. Số tiền doanh nghiệp này nợ là 760 tỷ đồng tính đến cuối tháng 5 năm 2024. Vì lý do trên, ông Huỳnh Trần Hồng Hải, tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, bị tạm hoãn xuất cảnh. Dầu khí Đông Phương thành lập vào cuối năm 2010 là doanh nghiệp sản xuất, vận hành kho trung chuyển, hệ thống cửa hàng và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dung môi, hóa chất. Nhà máy sản xuất Đông Phương thuộc công ty từng được phê duyệt quy hoạch vào dự án phát triển ngành dầu khí giai đoạn 2015-2025. Trước đây, dầu khí Đông Phương do ông Nguyễn Thanh Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Người này được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Những năm trước, dầu khí Đông Phương đã nợ thuế triền miên. Năm 2018, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ khoảng 108 tỷ đồng, rồi tăng dần lên đến 1.000 tỷ vào cuối tháng 6 năm 2021. Bên cạnh đó, họ cũng chây ý trong việc trả nợ ngân hàng. Tháng 11 năm 2023, ngân hàng BIDV đã thu hồi nhiều tài sản, trong đó có nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương vì doanh nghiệp này vi phạm nghĩa vụ trả nợ 1.190 tỷ đồng cả gốc và lãi. Ngân hàng cũng đã xử lý tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Thanh Tùng gồm hai mảnh đất gần 7.900 m² tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hệ sinh thái khủng của ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1982 là kỹ sư nông nghiệp, có địa chỉ thường trú tại Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011, ông Tùng công tác tại quản lý dự án tập đoàn dầu khí Petronas. Từ năm 2012 đến năm 2014, ông là đại diện tại Việt Nam công ty Interchem. Đến năm 2015, ông Tùng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Interchem Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2016, ông là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Landmark Holding. Tại công ty dầu khí Đông Phương, dữ liệu cho thấy, tại thay đổi ngày 7 tháng 12 năm 2017, ông Nguyễn Thanh Tùng trở thành đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty. Tại thay đổi vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, ông Trần Thanh Tùng, sinh năm 1986, tổng giám đốc cùng với ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị, cùng là đại diện tại dầu khí Đông Phương. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, ông Huỳnh Trần Hồng Hải, sinh năm 1982,
kiêm tổng giám đốc trở thành người đại diện pháp luật thay cho ông Đào Chí Kiên, sinh năm 1988 và ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện còn là đại diện tại nhiều pháp nhân khác ở các công ty như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đô thị Sinh Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Năng lượng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Vland, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Green Technology Vina. Về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đô thị Sinh Việt, thành lập ngày 10 tháng 3 năm 2008, có vốn điều lệ đạt khoảng 808 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Năng lượng Việt Nam, thành lập ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, vốn điều lệ khi thành lập là khoảng 100 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Vland, thành lập ngày 14 tháng 1 năm 2019, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng. Tại công ty này, ông Tùng là đại diện kiêm giám đốc. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Green Technology Vina, thành lập ngày 2 tháng 6 năm 2021, ngành nghề chính là buôn bán đồ dùng khác cho các gia đình. Vốn điều lệ khi thành lập đạt 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát hé lộ tình tiết đặc biệt về bữa cơm chục nghìn tỷ của nữ chủ tịch Trương Mỹ Lan. Đáng chú ý, bữa cơm này có sự góp mặt của 5 đại nhân vật bàn về việc phát hành trái phiếu của An Đông và các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giai đoạn này điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển tiền qua biên giới. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu hình thành từ các đợt phát hành trái phiếu của các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Theo lời khai tại cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, năm 2018, bà Trương Mỹ Lan được Nguyễn Phương Hồng báo cáo, ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả lãi cho người dân, trả nợ nhiều khoản tài chính tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng để lại từ năm 2012. Trước tình hình đó, Nguyễn Phương Hồng đề xuất bà Trương Mỹ Lan cho sử dụng công ty An Đông và các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu nhằm có nguồn xử lý các khoản nợ. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát có địa chỉ tại 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để mời các nhân vật liên quan đến ăn cơm. Trong bữa cơm trưa được diễn ra, có 5 đại nhân vật được bà Trương Mỹ Lan mời tới bữa ăn chục nghìn tỷ, gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, tổng giám đốc chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây đều là những đại nhân vật mà trong giai đoạn 1 xác định là các nhân vật chủ chốt trong vụ án. Trong năm khách mời này, Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đã qua đời. Trong bữa cơm, nữ chủ tịch Trương Mỹ Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn công ty An Đông để phát hành trái phiếu. Hiện các lô trái phiếu do An Đông phát hành đang có dư nợ gần 25.000 tỷ đồng. Truy vết dòng tiền từ phát hành các lô trái phiếu, cơ quan điều tra xác định tất cả đều đi lệnh khống, trong đó đặc biệt lớn nhất là các lô trái phiếu do An Đông phát hành. Kết luận điều tra cho thấy, xuất phát điểm dòng tiền khống của lô trái phiếu này đến từ khoản tiền 1.980 tỷ đồng mà SCB giải ngân cho dự án Aqua City. Lời khai của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án cũng hé lộ về số tiền 133.000 tỷ đồng và nguyên nhân phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã biến SCB từ ngân hàng cần hỗ trợ thành một ngân hàng hoạt động bình thường. Cụ thể, kết luận được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố thể hiện, lời khai của Trương Mỹ Lan cho biết nguyên nhân xuất phát điểm của ý tưởng phát hành trái phiếu là từ áp lực nợ nần. Bị cáo Lan cho biết Nguyễn Phương Hồng báo cáo SCB phải chịu áp lực trả lãi cho người dân, trả nợ nhiều khoản tài chính tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng để lại từ năm 2012. Mặt khác, năm 2017, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã thanh tra SCB, kết quả đưa SCB từ một ngân hàng cần được hỗ trợ để tái cơ cấu thành một ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác. Đây là nguyên nhân dẫn tới hoạt động của SCB đi vào bế tắc. Do đó, bà Trương Mỹ Lan khai, Nguyễn Phương Hồng nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng công ty An Đông và các công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua giai đoạn khó khăn. Không chỉ đủ cho người đã qua đời là Nguyễn Phương Hồng, bà Trương Mỹ Lan còn xác nhận việc này cũng có sự báo cáo và đề xuất của Võ Tấn Hoàng Văn nên đã đồng ý chủ trương. Về bữa cơm trưa như đã thông tin với sự góp mặt của 5 đại nhân vật. Chi tiết hơn, Võ Tấn Hoàng Văn khai, bữa trưa đầu tiên vào khoảng tháng 8 năm 2018 gồm Võ Tấn Hoàng Văn, Hồ Bửu Phương, Đinh Văn Thành, Nguyễn Phương Hồng và bà Trương Mỹ Lan. Bữa ăn tại tầng 6 tòa nhà trụ sở Vạn Thịnh Phát, địa chỉ số 93 Trần Hưng Đạo. Tại bữa ăn này, bà Lan đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu, song ông Văn có ý kiến là SCB chưa tham gia phát hành trái phiếu bao giờ nên cần lấy ý kiến chuyên môn của công ty chứng khoán TVSI.
Sau bữa cơm này, Võ Tấn Hoàng Văn, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Hồng đã họp với Nguyễn Tiến Thành tại phòng họp tầng 6 để thảo luận phương án phát hành. Sau khi công tác chuẩn bị gần xong, buổi họp tiếp theo có Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Tiến Thành, thêm các đại diện khối ngân hàng bán lẻ SCB, đại diện công ty An Đông và chuyên viên chứng khoán TVSI họp tại tầng 1 tòa nhà Vạn Thịnh Phát để bàn về triển khai phát hành trái phiếu. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm và xin dùng toàn bộ tiền, tài sản của mình đã bị kê biên, phong tỏa, ngăn chặn để ưu tiên thanh toán nợ, lãi cho các trái chủ. Kết quả điều tra xác định có 35.824 người bị hại là trái chủ sở hữu 25.000 mã trái phiếu của 4 công ty này, tương đương với F1. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra thông báo tìm bị hại và các quyết định ủy thác điều tra đến 58 tỉnh, thành phố trên cả nước để lấy lời khai. Có 25.140 hồ sơ trái chủ chuyển về, chiếm hơn 70% tổng số bị hại. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa hợp tác đến trình báo. Thưa quý vị, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và nhiều doanh nghiệp liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Kê biên khối tài sản khổng lồ. Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra C03 Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan cùng 32 đồng phạm có 3 hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo kết luận, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu khống thông qua 4 pháp nhân là công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Secha với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Hành vi thứ hai là rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định, nhóm của bà Trương Mỹ Lan đã rửa hơn 445.747 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi thứ ba của nhóm bà Trương Mỹ Lan thực hiện là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng, nhằm mục đích trả nợ hoặc vay nợ các công ty tổ chức của nước ngoài. Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, truy thu, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người có liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 đô la Mỹ. C03 cũng đã tiến hành kê biên với số cổ phần, phần góp vốn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác cùng các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp. Đồng thời kê biên 9 bất động sản của bà Lan và nhóm bị can tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Phong tỏa tài sản của người bỏ trốn, người đứng tên hộ. Ngoài kê biên tiền, tài sản của nhóm bị can đề nghị truy tố, C03 còn phong tỏa tài sản của 5 bị can đang bỏ trốn có liên quan đến sai phạm ở giai đoạn 1. Trong vụ án, 3 bị can là Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán TVSI, và Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty SBG, được xác định là đã tử vong. Những người này khi còn sống đều giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. C03 vì thế đã tiến hành kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng. Thực hiện theo kiến nghị của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, C03 còn kê biên 76 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ. Tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, C03 kê biên 16 quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tài sản này do 3 cá nhân đứng tên, trong đó bà Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để mua. Về phương án giải quyết vụ án, cơ quan điều tra cho biết, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có công văn đề xuất doanh nghiệp này sẽ cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng, chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra, sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục cho việc phát hành trái phiếu sai quy định.
Tính đến ngày 27 tháng 5, Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Hiện Bộ Công an tiếp tục xác minh các tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát để phong tỏa, thống kê, chuyển tòa án giải quyết trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!